Chào tất cả Được mọi rồi. người. Anh ăn cơm rồi. Em ơi, Và hôm nọ nói với em là mình định thành lập tổng thống với thủ tướng, nhưng mà hôm nay thấy hai bộ trưởng ra tòa rồi. Anh thôi, anh xin. tòa thì cứ bầu ông nào bên Mỹ thì ông bị, chứ mình vẫn ở Việt Nam mình sợ quái gì. Đấy, hai bộ trưởng hôm nay đã đứng vành móng ngựa đấy. Bộ trưởng cái bộ trưởng bộ khoái hai bộ trưởng gì đấy không biết đó. Hôm nay anh thấy trên mạng hai cộng đồng mạng thấy hai bộ trưởng Vâng, đúng rồi, ra là Nguyễn Thao. ra hầu tòa rồi, còn các cái thứ trưởng cái này khác là 12 vị. Ủa, thế còn những cái loại như tỉnh trưởng với lại gọi là bí thư thành ủy thì có vị nào chưa? Anh không biết, nhưng mà hôm nay anh thấy là Ồ, có hai bộ thế trưởng. khả khả năng là cái dự án gọi là thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Mỹ là nên dừng lại đúng không? Không Đúng phải rồi, đẩy đang đang đẩy anh em vào tù đang đứng nghiên đầu ấy cứu đúng không? nghiên cứu mình cũng muốn làm tổng thống lắm, nhưng mà bây giờ thấy hai vị bộ trưởng rồi như vậy rồi là mình cứ nghiên cứu lại nghiên cứu lại. Nhưng mà cũng may được cái là em vẫn cứ thích đấy. Còn nếu như có cái vấn đề gì anh ở Việt Nam với mấy ông ở bên Mỹ ham chức ham quyền chết, chứ còn em bên Hàn Quốc là chưa việc gì. Nhục nhã thấy chưa, cái lồn mẹ nó là em thấy không, Tân Thái bên đây Trương rồi là Dô Sa Đào đấy, nó vẫn cứ nhơn nhởn ở ngoài phòng pháp luật, thằng nào ngu thằng chết thôi, ngu nó chết thôi. Bây giờ theo gọi gọi Tân Thái chột mắt gì là nê sa phạm gì đấy là về tiếp tế ra đi, em nó có về hay không, 1.000 nó chẳng mất em ạ. Nó Chỉ mất có cái cái loại danh mẹ mày hão. ngu khốn nạn là chết tôi rồi, bao nhiêu thằng biểu tình nữa mẹ này, Không, đợt đấy. trước thôi, còn bây giờ thì chắc em nghĩ là dân mình nó cũng tỉnh táo ra rồi, nó không dễ bị gài như là trước nữa đâu, bởi vì bọn nó bây giờ lên nó toàn nói dóc không. Chỉ có những người mà gọi là bất mãn không còn cái việc gì làm ấy thì thôi thì vào tù kiếm cơm. Cái loại mà Vâng, chào anh Sơn nó Tây. cái loại mà nó mất gốc rồi là nó nguy hiểm lắm em ạ. Cái loại con người mà mất gốc rồi là anh thấy là cực kỳ Anh nguy hiểm luôn. Sơn Tây giải thích thế nào về vụ gọi là một số bộ trưởng của gọi là chính phủ lâm thời do Đào Minh Quân làm thủ tướng hiện nay đang đứng trước vành móng ngựa Việt Nam? Đó, cú nó chết thôi, cú nó chết thôi, Không, cứ để anh Sơn tội Tây nào anh phải hỏi. dắt thêm cái tội ngu đó. Nói chung là anh Sơn Tây có ý kiến gì về những cái phi vụ đó không anh Sơn Tây? Đây là tin Đấy, tức vừa mới được 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 anh thông báo cho, và cũng hiện nay cũng đã nổi rất nhiều trên Facebook rồi. nó đang đề nghị các mức án là từ 20 năm đến tử hình, chung thân hoặc tử hình ấy. Với cái tội chống đối rồi lật đổ, mưu đồ lật đổ nhà nước thì không có nó cái nó tội nó là tội đánh bom quận 12, đánh bom mà trụ sở công an quận 12 rồi là công an của quận 12. anh Sơn Tây làm gì mà có câu nghe ghê quá. À mà Cái lũ ba que sỏ lá với cái lũ đạo tặc này là cứ phải là như vậy để cho nó bốc địch đi, chỉ thằng nào ngu thằng nào chết thôi. Còn nó có lên lên mạng này là nó hô cái miệng nó, nghe chưa, nó xúi giục người ta thôi, nó xúi giục cái, còn cái thằng nào lao đầu thằng ấy chết thôi, thằng nào lao đầu cho thằng ấy chết. Nó lên mạng là nó cứ xúi giục là anh em là nào là chích người, là chích thuốc độc rồi là bom xăng rồi là đốt phá, nghe chưa, ngu là chết thôi. rồi chính sách ba sạch kìa à? Đường lối ba sạch Nên là thằng nào của ngu là nghi thằng nào ngu thằng ấy chết. Còn những cái loại mà em thấy không, những cái loại mà nó chót bu nó xúi giục đấy, nó có bị làm sao đâu, đúng mà bây rồi, giờ bảo tôm nó ruồi đi Nguyễn nói đúng nó đấy, tiếp tế được. tôm ruồi Nguyễn nói đúng đấy. Nói thật ra chứ cái bọn dân chủ quậy mà mấy lại bọn
bọn bọn gọi là đấu tranh dân chủ vơ va vơ vẩn, nhà nước nó xích cổ lúc nào đến lúc bấy giờ, mà tội thì nó thiếu gì tội để mà xử đâu. Sinh ra Chúa đã nói rồi, chúng ta sinh ra trên đời là có tội, cho nên một khi nhà nước đã sờ tội thì anh không tội này sẽ có tội kia. Đúng rồi, cái công nhận một mới lại Uni điều đó không? Con người mà con người nó chỉ hơn nhau này này, con người nó chỉ hơn nhau là mấy con súc vật, là cái sự hiểu biết của con người thôi. Con người nó phải có pháp luật, nhưng bây giờ mình coi thừa pháp luật thì nó đã dẫn đến cái sự việc như vậy. Chứ còn đi này, này trở thành cái thời kỳ đồ đá đó thì nói anh là anh Sơn Tây dạo này nói chuyện nghe có vẻ bất mãn quá. Nói chung như này, lên đây thì không ai lo chuyện cả, bởi vì chuyện nhà nước đã có nhà nước lo. Chúng ta lên đây là nói chuyện với nhau về giải ảo, như anh vẫn thường nói là anh em lên ngồi nói chuyện với nhau thôi, chứ còn không có cái nói chuyện gọi là phải lo, anh hiểu không? Ở đây là anh em mình đấy, là thực tế ông nói là nên vạch mặt cái tụi ba que xỏ lá này, đạo tặc này, để cho mọi người cùng biết. Chứ còn đúng hơn là nói là nhà nước lo thì cái đấy là việc của nhà nước thì đúng rồi. Nhưng mà bây giờ mình có một số bà con là ham hiểu pháp luật rất là kém, cho nên là mình vạch mặt cái bộ mặt thật của chúng nó ra, cái bộ mặt thật nó giấu trong cái bộ mặt giả. Đấy, cho nên là bây giờ là mình phải vạch mặt cái lũ này ra để cho cái mặt bộ mặt thật của chúng nó ra, để cho những người nào người ta ham hiểu, người ta ít đấy, là người ta phát hiện ra cái tụi đạo tặc mới bao que xỏ lá này. Không, nhưng mà nói chung hôm nay anh nên anh chia sẻ với em, với tất cả mọi người, nó ở cái vấn đề như thế này này. Tại làm sao đấy mà gọi chúng nó là ba que, nó là đạo tặc? Bởi vì như này này, ba que thì em thấy rồi, đã gọi là que thì nó mang cái tính chất là nó ba cái đường thẳng ở trên một cái lá cờ của nó đấy, nó chạy mới nó chạy thẳng tắp em ạ. Cho nên là ba cái que này không bao giờ nó gặp nhau, cho nên mình với tụi ba que nó không gặp nhau được. Mình với tụi ba que là chắc chắn không bao giờ gặp nhau được, bởi vì ba cái que nó chạy thẳng tắp như vậy gặp làm sao được. Cho nên là tụi này là không thể gặp chúng nó được. Còn tặc là gì, đạo tặc là gì thì thôi, để cho mọi người hiểu, để cho mọi người hiểu thì nó biết một nửa vậy thôi, còn nửa giấu lại. Còn đạo tặc là giấu lại. Còn ba que là gì? Ba que là được rồi, em đó. Em rất là muốn mời anh Sơn Tây lên, tại hôm trước ở trong nhà trong để đấy em mời anh Sơn Tây lên một chút nhá. Rồi, ok. Vâng, cảm ơn anh lên tham gia diễn đàn nhá. À, Trung Mập hiện nay em không có camera em ơi. Em thoát ra vào lại mới có camera. Nên nói chuyện với anh Sơn Tây, chú anh Sơn Tây muốn lên anh em mình tranh luận nhau chút không? Bởi vì hôm trước em thì có viết một cái comment ở trong nhà Duy Nguyễn mà anh lại vào anh được rồi, nhưng mà em không có camera. Ông Địa rất thông cảm cho, là bây giờ là chung mời chúng Vũ trước cái đấy, rồi sẽ đến mời anh, đến mời thằng em.